Siêu thị máy tính chị An Khang xin chào. Chúng ta lại gặp nhau trong video giới thiệu về sản phẩm laptop. Và lần này thì nhân vật chính của chúng ta đó chính là Acer Spin 7 SP71451M24Q. Vâng, Acer Spin 7 là thành viên mỏng và nhẹ nhất trong gia đình Spin với trọng lượng là 1,2kg, độ dày 1,1cm. So sánh về thiết kế tổng thể, Acer Spin 7 trông có vẻ cứng cáp và khá là vững chắc. Nó không được trang trí sặc sỡ mà đơn thuần, nó chỉ có một màu đen mờ gần như ở khắp mọi nơi. Bên cạnh đó thì Spin 7 cũng được làm bằng nhôm trông rất là tuyệt vời. Tuy nhiên bề mặt của vỏ thì rất dễ bám vân tay. Được trang bị một bàn phím checklist với các phím rời, bạn sẽ thực sự hài lòng khi sử dụng. Và đèn nền phím bắt mắt cũng là một trong những điểm đáng chú ý trong thiết kế của laptop Acer Spin 7 này. Touchpad khá là lớn, kéo chuột xung quanh trên một bề mặt rộng như vậy là rất là tốt. Acer Spin 7 có một màn hình cảm ứng rộng 14 inch, độ phân giải là Full HD, công nghệ IPS và được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Cooling Gorilla Glass 4. Đặc biệt với thiết kế bản lề xoay 360 độ, người dùng có thể xoay gập 360 độ hay dựng đứng máy ở dạng lều và sử dụng như một chiếc tablet để thuận tiện hơn trong nhu cầu giải trí cũng như lướt web xem phim hàng ngày. Để tối ưu độ mỏng cho thiết bị, Acer đã hy sinh một số những cổng kết nối thông dụng. Cụ thể chỉ có 2 cổng USB Type-C, trong đó có một cổng dùng để cổng cắm sạc. Ngoài ra còn có jack cắm tai nghe. Dung lượng pin cũng là một điểm trừ của Spin 7, chỉ có một viên pin 4 cell. Theo Acer cho biết bộ vi xử lý mới của Intel sẽ tối ưu việc sử dụng pin và cho phép máy sử dụng trong 8 giờ đồng hồ. Mặc dù có thiết kế siêu mỏng nhưng cấu hình của Acer Spin 7 lại khá là phù hợp và không hề yếu đuối. Máy được trang bị bộ vi xử lý Core M7 thế hệ thứ 7, 8GB RAM và ổ cứng SSD 256GB. Sở hữu một thiết kế đẹp mắt và cấu hình tốt, vì vậy mà mức giá của Acer Spin 7 cũng khá là cao, khoảng trên 34 triệu đồng. Đây có thể là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nhân. Và trên đây chính là những đánh giá nhanh của chúng tôi về sản phẩm Acer Spin 7. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập vào website ankhang.vn hoặc tới địa chỉ 210 Thái Hà để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại!